Dear brothers and sisters, first of all, I offer a cordial greeting to all of you. In così Lei. It gives me great joy to be present at this joyful event as the representative of His Holiness Pope Benedict XVI in Vietnam. Para mình vui lớn cho tôi được hiện diện trong cái biến cố hôm nay với tư cách là đại diện Đức Thánh Cha Benedicto thứ sáu tại Việt Nam. Xin được cảm ơn anh. I join you in prayers as we celebrate the Holy Mass of the Vigil of the Feast of the Assumption at this beloved place of Naran. Xin nhận lý lễ chị em trong lời cầu nguyện tại nơi Naran thân yêu này, vì chúng ta cùng nhau thực hành lễ bảo Đức Mẹ Bồn Sát Thiên Trời. I cordially greet His Grace Stephen Archbishop of Wales, as well as Archbishop Peter Leon, President of the Episcopal Conference, all the bishops, priests, religious, and all of you. Thank you for your presence. Xin thân chào, kính chào Tổng Giám mục Nguyễn Như Thể, Tổng Giám mục Huế, Đức Tổng Giám mục Phêrô Vũ Văn Nhơn, Chủ tịch Tổng Giám mục Việt Nam, cùng toàn thể quý vị giám mục quý của cư sĩ và tất cả anh chị em. Xin cảm ơn sự hiện diện của tất cả anh chị em. I convey to you the best wishes and blessings from the Holy Father Benedict XVI. He is close to the Church in Vietnam, especially at this occasion in celebrating the laying of the first stone of the National Shrine of Da Nang. Ngài rất thân thiết gần gũi với xã hội Việt Nam, đặc biệt trong dịp cử hành nghi thức đặt viên đá đầu tiên của đền Thánh Toàn Quốc Đà Lạt. Đức Thánh Cha Benedicto yêu thương các con. Đức Thánh Cha Benedicto yêu thương các con. The Feast of the Assumption is a day of joy, and today our joy is even greater because we begin the endeavor of this national shrine to honor the Blessed Virgin Mary as our Heavenly Mother. Lễ ngày hội sắp đến trời là lễ của niềm vui, và hôm nay niềm vui của chúng ta càng lớn hơn nữa thì chúng ta bắt đầu khởi công xây dựng đền thánh toàn quốc này để tôn vinh Đức Chính Maria, người mẹ trên trời của tất cả chúng ta. In the responsorial psalm, we sang the Magnificat, the marvelous canticle of joy that came from many's hearts to magnify the Lord, that is, to proclaim the greatness of the Lord. Trong bài hát ca chúng ta vừa nghe, đó là bài hát ca Magnificat, bài hát tuyệt diệu của niềm vui xuất phát từ tâm hồn Mẹ Maria để ca tụng Thiên Chúa, nghĩa là loan báo những kỳ công của Ngài. Mary wanted God to be great in the world, great in her life and present among all of us. Mary knew that if God is great, we too are great. Our life is not oppressed by grace and expanded. Mẹ hằng mong mỏi cho Thiên Chúa được tôn vinh, được trở nên cao cả trên trần gian này và trong cuộc đời của mẹ nữa, cũng như sự hiện diện của mẹ giữa tất cả chúng ta. Mẹ biết rằng nếu Thiên Chúa cao cả thì chúng ta cũng sẽ được trở nên giống như người, vì cuộc sống của chúng ta không bị áp bức để nhưng được thăng hoa và trở nên. The modern age, with its radical or ideological atheism, wants God to disappear, fearing that He does not give us our freedom. Thế giới hiện đại với lối sống thực dụng và ý thể vô thần luôn muốn khiến chúng ta biến mất đi, sợ rằng Ngài không ban cho chúng ta sự do. But when God disappears, men and women do not become greater. In the end, they turn out to be merely
products of evolution and can be used and abused. Thế nhưng mà khi Thiên Chúa đã biến mất đi thì con người lại chẳng trở nên tốt đẹp hơn thế nào, và cuối cùng thì con người đơn thuần chỉ là những sản phẩm của cuộc tiến hóa, của cuộc tiến hóa để chỉ có thể đem, để con người chỉ có thể đem ra dùng lợi dụng và bị lạm dụng mà thôi. Only if God is great, then humankind can also be great. Chỉ có khi nào Thiên Chúa được tôn vinh cao cả thì nhân loại mới thể trở nên tốt lành. Let us make great God in Vietnam by building His national shrine for Our Lady of Da Nang. Chúng ta hãy làm Thiên Chúa được trở nên cao cả, được tôn vinh ngay tại Việt Nam của chúng ta qua việc xây dựng đền thánh toàn quốc này, dâng kính Đức Mẹ Đà Bàn. This shrine will be the house of God, because we honor Mary as the Mother of God, as God's dwelling place. Đền thánh này sẽ là nhà của Thiên Chúa, bởi vì khi tôn vinh Đức Maria như là mẹ Thiên Chúa, thì chúng ta tôn vinh ngài, ngài chính là nơi mà Thiên Chúa ở. Mary made room for the Lord in her soul, and thus really became the true temple where God made Himself incarnate, where He became present on this earth. Mẹ Maria đã dọn chỗ cho Thiên Chúa trong tâm hồn mình, và như thế mẹ tự sự đã trở nên đền thờ đích thực là nơi chính Thiên Chúa nhập thể và hiện diện thực tại này. Dear brothers and sisters, Mary became the house of God because she believed that God's truth. As Mary, the Catholic Church also believes the truth of God made present in Christ. Vì Maria trở thành ngôi nhà của Thiên Chúa bởi vì mẹ đã tin Phật vào Chúa, cũng như mẹ giáo hội Công giáo cũng tin vào sự thật của Thiên Chúa hiện thân nơi Đức Kitô. In Christ we find the truth about God and about mankind. In Him everyone will find complete freedom, the light to understand reality most deeply and to transform it by the power of love. Nếu như tôi đã tìm ra sự thật là Thiên Chúa và về Thiên Chúa và loài người, nơi ngài mọi sự thì mọi người sẽ tìm thấy sự tự do trọn vẹn, thì ánh sáng để hiểu ra chân lý không xa và biến đổi nó bằng sức mạnh của tình yêu. As Pope Benedict said, in Christ's truth we discover the foundation of moral values containing clear indications about life and death, duties and rights, marriage, family and society. In short, it regards the inviolable dignity of the human person. Như thế cha Benedict thứ 16 đã nói, trong chân lý của Chúa Kitô chúng ta khám phá ra nền tảng của những giá trị luân lý chứa đựng những chỉ dẫn rõ ràng về sự sống, sự chết, về bổn phận, về quyền lợi, về hôn nhân, gia đình và xã hội. Các điều này nó bao hàm những giá trị nhân phẩm bất khả xâm phạm của con người. Christianity in highlighting those values does not impose, but rather proposes Christ's invitation to know the truth that will set us free. Khi Tôn giáo khi làm sáng tỏ những giá trị đấy, không muốn áp đặt ai cả, nhưng muốn đưa ra lời mời gọi của Chúa Kitô để hiểu biết sự thật, mà sự thật sẽ giải thoát chúng ta. Dear brothers and sisters, Jesus entrusted the continuation of His mission to the Church. Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu tin tưởng trao phó sự nối tiếp sứ mạng của người cho xã hội. To carry out this duty, the Church must count on basic religious freedom, which consists in her being able to proclaim and to celebrate her faith also in public, bringing to others the message of love, reconciliation and peace which Jesus brought to the world. Để làm cho một phần này, giáo hội phải quan tâm đến sự tự do tôn giáo căn bản, gồm khả năng giáo giảng và cử hành tin cách công khai, mang sứ điệp tình thương cho người khác, mang lại sự giao hòa và bình an mà Chúa Giêsu đã đem đến trần gian. In Vietnam, steps have been taken
to enable the church to carry out her essential mission of expressing her faith openly and publicly. Tại Việt Nam, giáo hội từng bước đã có thể thi hành sứ mục căn bản này trong việc diễn tả đức tin một cách cởi mở và công khai. Today, here in La Banca, we are grateful to the civil authorities for facilitating the rebuilding of this sacred place, which can be considered the heart of the Catholic Church in Vietnam. Hôm nay tại La Banca này, chúng ta biết ơn chính quyền địa phương đã tạo điều kiện dễ dàng để tái hiện thánh địa này, nơi được coi như trái tim của giáo hội Công giáo Việt Nam. Nevertheless, mutual understanding must continue forward, and I wish to encourage the country's authorities to strengthen what has already been achieved through dialogue. Hơn lúc nào hết, trên sự hiểu biết lẫn nhau được tiếp tục mãi, và tôi mong ước và khuyến khích chính quyền củng cố và tăng cường gì đã thực hiện qua đối thoại. The freedom of religion, both in its private and its public dimension, manifests the unity of the human person, who is at once a citizen and a believer. Quyền tự do của con người về tôn giáo riêng tư cũng như là công cộng trong tổ chức công cộng diễn tả một sự suy thất chính của nhân bản của con người, đó là cùng một lúc là một công dân và một tín nữ. According to the words of the Pope, we should be good Catholics and good citizens. Như là Đức Thánh Cha, chúng ta sẽ trở thành những người tín hữu tốt và là những công dân tốt. But we are good citizens precisely because we are good Catholics. Chúng ta sẽ trở thành công dân chân tốt nếu chúng ta là những tín hữu tốt. In fact, believers have a contribution to make to the building up of society. They consolidate social bonds, nourish the hope of a better world, and create favorable conditions for peace and harmonious development. By implementing the principles of the gospel. Trong thực tế hôm nay, người tín hữu có bổn phận để tham gia vào việc xây dựng xã hội. Họ củng cố những giá trị mang tính xã hội, nuôi dưỡng niềm hy vọng để xây dựng thế giới tốt đẹp hơn và tạo điều kiện thuận lợi để kiến tạo hòa bình, sự phát triển hài hòa bằng các nguyên lý phúc âm. When the Catholic Church upholds this right, she is not claiming any special privileges for herself. She wishes only to be faithful to her Lord, Jesus Christ, and to His gospel. Khi giáo hội Công giáo đề cao những quyền lợi này, giáo hội không hề muốn đòi và đòi hỏi những đặc ân nào để riêng cho mình, mà giáo hội chỉ muốn trung tín với Thiên Chúa, với Đức Kitô và với Tin Mừng. Where Christ is present, we become more human, and our humanity becomes authentic. This is why the Church seeks to give witness by her preaching and teaching. Ở đâu có Chúa Kitô hiện diện, chúng ta trở nên nhân đạo hơn, và tính nhân loại của chúng ta trở nên hiện thực hơn. Đó là lý do tại sao mà giáo hội luôn tìm những chứng từ sống động bằng tác giả và lời tố. It is greatly to be hoped that the moment will soon arrive when also in this beloved country the Church can bring to the fields of education, of knowledge, that is, in the school and in the universities, the benefits of her mission. Hy vọng lớn nào biết mấy những lúc sắp tới đây mà trên đất nước và những yêu này giáo hội có thể mang lại cho những lãnh vực của sự hiểu biết các trường trung học, đại học. Dear brothers and sisters, to believe means to follow the trail indicated to us by the gospel of Jesus Christ, with a deep sense of responsibility for this part of the world and of history where we live, so that we effectively contribute to build a world in which justice,
goodness and peace we delay. Anh chị em thân mến, tin có nghĩa là đi theo con đường chỉ dẫn của tin mừng Chúa Giêsu Kitô, với một ý thức sâu sắc về trách nhiệm đối với phần thế giới và lịch sử chúng ta đang sống. Từ đó chúng ta tham gia một cách hữu hiệu vào việc xây dựng một thế giới chan hòa, công lý, nhân ái và hòa bình. It is my fervent hope that the coming year of faith, which will begin on October, be a special occasion to renew our commitment in our faith. Năm Đức Tin bắt đầu tháng 10 tới đây là một cơ hội đặc biệt để nhắc lại lời cam kết Đức Tin của chúng ta. On this solemnity of the Assumption, let us look to Mary. She leads us to hope, to a future full of joy, and teaches us the way to achieve it by welcoming into our lives her Son, Jesus, with faith, by letting ourselves be guided by His word, and by following Him every day. Vào dịp mừng đại lễ Mẹ Trên Trời hôm nay, chúng ta hãy nhìn lên Mẹ Maria. Mẹ sẽ dẫn chúng ta với niềm hy vọng, dẫn tới tương lai tràn ngập niềm vui. Mẹ dạy chúng ta cách thế để thực hiện điều ấy bằng cách đón con của Ngài, Chúa Giêsu, vào trong cuộc sống của chúng ta với lòng tin, bằng cách để lời của Ngài hướng dẫn chúng ta và bằng cách lần bước đi theo Ngài của Ngài. Let us thank the Lord for the gift of His Mother and our Mother, and let us pray to Mary to help us to follow Jesus every day. Giờ đây chúng ta hãy cảm tạ Thiên Chúa cho chúng ta món quà là chính Mẹ Ngài và cũng là Mẹ chúng ta. Giờ chúng ta hãy khẩn cầu Mẹ Maria, xin Mẹ giúp chúng ta biết đi theo con đường Chúa Giêsu của Ngài. May Mary, Auxilium Christianorum, Mother of God and Queen of Heaven, protect Vietnam and accompany the achievement of this national shrine of La Vang. Quý xin Mẹ Maria, Mẹ các giáo hội quốc tử vương thiên đàng gần gìn giữ nước Việt và đồng hành với ta cho đến khi hoàn thành đền thánh quốc gia La Vang này. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn.